Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài cuối cùng của chương trình tiếng Anh lớp 7, đó là bài số 6, Unit 6, Be Green. Trong bài này các bạn được học từ vựng về môi trường, về những hoạt động xanh ở trường, về tái chế, nha, những hoạt động tình nguyện. Rồi, chúng ta vào cái bài Begin, bài phần mở đầu của cái bài này, trang 94 và 95. Vấn đề chúng ta có problem. Problem là vấn đề, solution, solution là giải pháp. Bên này là vấn đề và bên này giải pháp. Chúng ta có một endangered animal, những động vật bị đe dọa nguy hiểm, những động vật đang bị nguy hiểm đó. Trường hợp số 2 chúng ta có deforestation là nạn phá rừng. Trường hợp số 3 chúng ta có air pollution, ô nhiễm không khí. Trường hợp thứ 4 chúng ta có plastic pollution, ô nhiễm rác thải nhựa. Nha, ô nhiễm rác thải nhựa. Rồi bên với bên giải pháp chúng ta có này. A đó là đi bộ hoặc là đạp xe đạp. B recycle là tái chế, reuse là sử dụng lại, reduce làm giảm. Về việc sử dụng nhựa, plastic là nhựa, use là sử dụng. Bây giờ chúng ta có recycle, reuse, reduce, use, plastic, recycle or reduce our use of plastic. Tiếp theo, plant trees, plant là trồng, tree là cây, plant trees, trồng cây, plant tree, create, create national park, tức là tạo ra những cái công viên quốc gia, tạo ra công viên quốc gia. Vậy thì vấn đề của chúng ta đó là chúng ta có giải pháp là D. Tức là những động vật mà đang bị nguy hiểm, bị đe dọa thì chúng ta giải pháp đó là sẽ tạo ra những cái công viên, những cái vườn quốc gia nha. Trường hợp số 2 chúng ta có phá rừng á, deforestation thì chúng ta có C, trồng rừng, trồng cây. Rồi trường hợp thứ 3 đó là ô nhiễm không khí, để mà giảm thiểu ô nhiễm không khí thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta nên đi bộ hoặc là đạp xe đạp nha. Để giảm được cái lượng mà ô nhiễm rác thải nhựa thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải recycle là tái chế, reuse là sử dụng lại, reduce là làm giảm cái việc sử dụng mà nhựa của chúng ta. Ok, vậy là 1D, 2C, 3A và 4B. Để chúng ta nghe bài đọc. Exercise 1, page 94. 1. Endangered animals. D. Create national parks. 2. Deforestation. C. Plant trees. 3. Air pollution. A. Walk or ride a bike. 4. Plastics pollution. B. Recycle or reuse. Reduce our use of plastic. Rồi chúng ta coi cái bài dưới đây. Các bạn cần phải ghi từ mới vào thuộc nhé. Từ mới của chúng ta đó là problem. Problem vấn đề, solution, solution giải pháp. Rồi chúng ta có endangered animal. Rồi deforestation, air pollution, plastic pollution, recycle, reduce plastic, branches, national parks, create, work. Đó là cái phần từ vựng mà chúng ta cần phải ghi vào luyện viết. Rồi chúng ta qua bài số 2, trang 94, đó là hãy đặt câu, hoàn thành câu, đặt câu theo ví dụ sử dụng giải pháp, sử dụng cái reduce hoặc là cái say. Nha, cái chữ reduce là làm giảm, say là cứu, tiết kiệm. Nếu chúng ta đi bộ hoặc đạp xe đạp, chúng ta có thể giảm thiểu được cái air pollution.
chúng ta có thể giảm thiểu được ô nhiễm không khí. Giờ tức là nếu chúng ta tái chế hoặc sử dụng lại hoặc làm giảm cái việc sử dụng rác thải nhựa thì chúng ta có thể giảm được ô nhiễm nhựa, rác thải nhựa. If we recycle or reduce our use of plastic, we can reduce plastic pollution. Rồi tiếp theo chúng ta có thể ghi phần cái phần mà trồng cây đúng không? If we plant trees, cái if là nếu đó, nếu chúng ta trồng cây, we can reduce deforestation, nạn phá rừng. Nếu chúng ta trồng cây, chúng ta giảm được cái nạn phá rừng. If we create national park, nếu mà chúng ta tạo ra những công viên quốc gia, we can save endangered animals, chúng ta có thể cứu được những động vật đang bị đe dọa. Chúng ta qua bài số 3, trang 95 là bài nghe nhé. What does each person decide to do? Mỗi người quyết định làm cái gì? Chúng ta nghe và nối. Bây giờ chúng ta có 3 người, đó là Julia, Susan và Mark. Bây giờ chúng ta có reduce, làm giảm việc sử dụng nhựa. B, plant tree, trồng cây. Và C, ride a bike, là đạp xe, cho chúng ta nghe. Exercise 3, page 95. Hi, Julie. What are you going to do on Environmental Day? Oh, hello, Max. Well, my dad usually drives me to school in his car. But on Environment Day, I'm going to ride my bike. That's a good idea. That way, you'll help to reduce air pollution. My sister, Susan, and I walk to school every day anyway. So we're going to do something else as well. Really? What's Susan going to do? She's going to reuse some plastic bottles and make dolls out of them. It's a fun way to protect the environment and be creative. Cool. What about you? I'm going to plant trees with my classmates. That sounds great. Okay. Vậy là chúng ta nối này, Julia thì đạp xe đạp tới trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí. Susan thì giảm thiểu việc sử dụng nhựa, còn Mark thì trồng cây. Gọi là 1C, 2A và 3B. Rồi chúng ta xong cái phần trang 94 và 95 của bài số 6 Be Green nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái trang bên với cái phần reading, phần đọc của chúng ta nhé. Phần 6A là phần reading đó, và có rất nhiều từ mới để chúng ta viết nữa. Goodbye.